Video này được tài trợ bởi ứng dụng báo hay 24 giờ. Nội dung chi tiết ở cuối video. Xin chào, rất vui vì tiếp tục được gặp lại các bạn trong một video có khả năng gây nổ não. Bạn có biết điều gì đã xảy ra vào năm không? Vì sao bạn lại có cảm giác muốn nhảy xuống khi đứng ở một địa điểm cao thật là cao? Hay bệnh hói có chữa được không? Chào mừng đến với Sự thật nổ não mùa 3 tập 8. Làm thế nào để chữa hói? Nếu bạn lên Google gõ từ khóa thuốc chữa hói đầu thì chỉ sau chưa đầy nửa giây, bạn đã nhận được hơn nửa triệu kết quả, với không ít trong số đó dẫn thẳng đến những trang bán thuốc mọc tóc hay thuốc chữa hói đầu với giá bán một cách khách quan mà nói không phải là quá đắt đỏ đối với đại bộ phận người Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là nếu thuốc chữa hói đầu sẵn có và thần kỳ như vậy, tại sao lại vẫn còn nhiều người hói đến thế? Bởi theo những cái sự tự chiêm nghiệm của cá nhân tớ thì một mái đầu hói chưa bao giờ được coi là mốt. Nói cách khác, liệu bệnh hói đầu có thể chữa được hay là không? Để trả lời câu hỏi này, trước hết hãy cùng chắc chắn rằng bạn biết thế nào là hói đầu. Theo Wikipedia, tình trạng hói hay hói đầu, alopecia hay baldness, là một dạng của sự rụng tóc, được định nghĩa là sự rụng tóc ở phần đầu của cơ thể. Dạng phổ biến nhất của hói đầu đó là hói đầu kiểu điển hình ở nam giới, male pattern hair loss, trong đó quân số của tóc tại phần mặt trước và phần đỉnh của da đầu sẽ giảm dần. Ngoài ra, ta có tình trạng hói điểm, spot baldness, trong đó tóc rụng hoàn toàn tại một hoặc một vài vị trí trên da đầu. Cũng cần phải lưu ý rằng phụ nữ cũng bị hói đầu. Tuy nhiên, hói đầu ở nữ giới, tiếng Tây gọi là female pattern baldness, về cơ bản khác với hói đầu ở nam giới, khi mà sự rụng tóc xảy ra trên toàn bộ phần da đầu, tạo ra cảm giác mái tóc mỏng và thưa dần đều qua thời gian, bắt đầu từ những rãnh nồi và phần thái dương. Hãy cùng nhìn nhận từng trường hợp một nhé. Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, có đến hơn 50% nam giới trên 50 tuổi sẽ bị hói đầu kiểu điển hình ở một mức độ nào đó. Nguyên nhân phổ biến nhất gây ra kiểu hói đầu này là do di truyền, có liên quan trực tiếp đến các hormone sinh dục nam, gọi chung là androgens. Cụ thể hơn, androgens tác động đến các nang tóc trên đầu, khiến chúng teo lại, tạo ra những sợi tóc ngày càng ngắn và mảnh hơn. Cuối cùng, chu kỳ mọc tóc dừng lại do nang tóc không còn hoạt động nữa. Bố bạn hói đầu, tức là nhiều khả năng bạn sẽ hói đầu. Bố bạn không hói đầu, nhưng ông nội bạn hói đầu, tức là có khả năng bạn sẽ bị hói đầu. Kể cả khi bố và ông nội bạn không hói đầu, thế nhưng ông cụ cố bạn hói đầu thì cũng hãy xác định rằng bạn sẽ có khả năng bị hói đầu. Ngoài ra thì một số loại thuốc, một số bệnh ung thư, các rối loạn tuyến giáp hay việc sử dụng một số loại steroid đồng hóa cũng có thể gây ra tình trạng hói đầu kiểu điển hình. Hói điểm, spot baldness, được cho là gây ra bởi sự rối loạn tự miễn, autoimmune disorder, hiểu nôm na là một phản ứng thái quá và bất thường của hệ miễn dịch đối với một bộ phận bình thường của cơ thể, mà cụ thể ở đây là các nang tóc. Trong trường hợp này, hệ miễn dịch của cơ thể tự tấn công các nang tóc khỏe mạnh, kìm hãm, ngăn chặn sự phát triển của chúng và cuối cùng là tiêu diệt chúng, gây ra sự bay màu cục bộ của tóc. Hói đầu ở nữ giới cũng mang tính di truyền, thường xảy ra sau thời kỳ mãn kinh và cũng được cho là có liên quan đến sự thay đổi về hormone. Bỏ qua các thể loại nguyên nhân gây ra các thể loại hói đầu, ta có thể khẳng định ngay rằng không có bất cứ loại thuốc nào trên thị trường có khả năng chữa bệnh hói đầu. Với chữa bệnh hói đầu ở đây, trong khuôn khổ video này, hiểu là đảo ngược quá trình rụng tóc thành mọc tóc trở lại đầy đủ tại những vị trí bị hói. Nguyên nhân là bởi, trong khi tóc là rễ, với bản chất chỉ là những tế bào chết được nhồi thêm protein và sắc tố, nang tóc, cơ quan sản sinh ra tóc lại là một cái gì đó phức tạp hơn nhiều. Thật vậy, về mặt bản chất, mỗi một trong tổng số khoảng 100.000 nang tóc trên đầu bạn là một cơ quan trong cơ thể, tương tự như quả tim, quả thận hay lá phổi của bạn vậy. Tuy nhỏ bé, với chiều dài chỉ khoảng 4,16mm, nang tóc vẫn có cấu tạo rất phức tạp và quan trọng nhất là chúng không bao giờ có thể mọc trở lại giống như một sợi tóc. Nói vậy có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ tìm ra thuốc cho loại hói điểm khi mà toàn bộ các nang tóc tại vùng bị hói đã bị tiêu diệt bởi hệ miễn dịch quá khích và có phần
phần ngáo đá của cơ thể. Tuy nhiên, bạn có thể làm chậm quá trình tóc rời xa mình bằng cách tiêm một số loại steroid. Riêng với hai dạng hói còn lại, một số loại thuốc như finasterid và minoxidil đã cho thấy tác động tích cực khi chúng làm chậm quá trình rụng tóc và thậm chí có thể tái kích hoạt một số nang tóc đang trong trạng thái ngủ, khiến chúng sản sinh tóc trở lại. Thế nhưng cũng cần phải lưu ý rằng chất lượng cũng như số lượng tóc mọc lại luôn là thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Không những thế, tất cả những sợi tóc vừa mọc lại sẽ rụng sạch nếu như bạn ngừng sử dụng thuốc. Nghe cứ như còn nghiện đấy nhỉ? Đấy, về cơ bản thì thuốc nó chỉ có thể giúp bạn đến thế. Nếu bạn vừa bị hói, vừa ghét thuốc và lại không thích người khác biết mình bị hói, bạn có thể sử dụng một số chiêu thức ngụy trang phổ biến trong cộng đồng người hói như đội mũ, choàng khăn hay dán tóc giả, vừa rẻ vừa đẹp mà lại dễ đổi kiểu. A few minutes later. Ngoài ra, nếu như bạn có nhiều tiền, bạn có thể tham khảo phương pháp cấy tóc Hair Transplant. Lưu ý một chút là chỉ có từ 10 đến 80% số tóc được cấy sẽ sống sót. Ngoài ra thì tóc được dùng để cấy cũng chính là tóc của bạn, được bứng ở chỗ nào đó còn nhiều tóc trên đầu bạn. Thế cho nên là nếu trên đầu bạn còn ít tóc quá thì... Nếu là một người quan tâm tới lịch sử, bạn hẳn từng tự hỏi tại sao người ta hay nói năm XXX trước công nguyên, năm YYY sau công nguyên nhưng chưa ai từng nhắc tới năm 0. Vậy rốt cuộc, điều gì đã xảy ra ở năm 0? Câu trả lời đó là chẳng có gì cả. Trên thực tế, năm 0 không hề tồn tại trong lịch sử nhân loại. Theo đó, ta biết rằng trước công nguyên trong tiếng Anh viết là Before Christ hay BC, với Christ ở đây chính là Chúa Giê-xu. Điều này khiến không ít người lầm tưởng rằng khoảng thời gian trước công nguyên là thời kỳ trước khi Chúa Giê-xu ra đời, sau công nguyên là sau khi Chúa Giê-xu ra đời, và rằng năm 0 chính là năm mà Chúa Giê-xu ra đời. Trên thực tế thì Chúa Giê-xu sinh đâu đó trong khoảng thời gian từ năm 6 đến năm 4 trước công nguyên và mất trong khoảng thời gian từ năm 30 đến năm 36 sau công nguyên. Trong cả hai bộ lịch được sử dụng rộng rãi nhất bởi con người là lịch Julian và lịch Gregorian, năm 0 đều không xuất hiện. Sau năm 1 trước công nguyên sẽ là năm 1 sau công nguyên. Nghe thì có vẻ hơi kinh dị, thế nhưng đã bao giờ bạn trèo lên một nơi nào đó thật cao, bạn nhìn xuống và trong phút chốc bạn có cảm giác rằng mình muốn nhảy xuống chưa? Hay như khi bạn đang lái xe trên một cây cầu cao thật là cao, bạn nhìn xuống và lại trong phút chốc bạn có cảm giác như là muốn lao xe xuống. Dẫu trong cả hai trường hợp bạn đều đang rất chi là yêu đời và không hề có ý định tự tử. Dám cá là giống như tớ, rất nhiều bạn đang xem video này đều từng trải qua cảm giác này và đều từng tự hỏi chuyện quái gì nó vừa xảy ra với mình ấy nhỉ. Cảm giác bị thôi thúc là một điều gì đó ngu ngốc, thường liên quan đến việc nhảy xuống từ một nơi nào đó cao thật là cao, được gọi là hiện tượng địa điểm cao, high place phenomenon, hay tiếng gọi của khoảng không, the call of the void. Xuống đây chơi, xuống đây chơi. Theo đó, cảm giác thôi thúc vừa đề cập bên trên thường xuất hiện một cách đột ngột và mạnh mẽ ngay khi bạn lên tới điểm cao. Thế nhưng, lạ thay, nó cũng rất dễ bị loại bỏ, gần như ngay sau khi xuất hiện. Đó là lý do vì sao tớ vẫn còn ngồi đây làm video chém gió, còn bạn thì vẫn bưng điện thoại ngồi nghe tớ chém gió, đúng không? Vậy nhưng, nghiêm túc mà nói thì cái gì đã thôi thúc bạn và tớ làm những điều ngu xuẩn đó? Bởi như đã nói rõ rằng, trong tất cả các trường hợp, chúng ta đều không hề có mong muốn kết thúc cuộc đời của mình. Câu hỏi nghe khá là ngáo ngờ này đã được phó giáo sư tâm lý học April Smith đến từ trường đại học Miami, Mỹ nghiên cứu một cách nghiêm túc. Kết quả cuộc nghiên cứu đã cho thấy một số sự thật khá là thú vị. Thứ nhất, có đến 50% số người được khảo sát cho biết họ từng cảm thấy tiếng gọi của khoảng không. Và thứ hai, hiện tượng này là kết quả của một sự hiểu lầm trong não của bạn. Bà April Smith cho rằng, khi bạn ở một nơi nào đó thật cao, như trên một cây cầu, một ngọn núi hay trên một nóc tòa nhà, bộ não của bạn về cơ bản sẽ đưa ra một tín hiệu cảnh báo kiểu như "Ê, anh kia, lùi lại." Tín hiệu này đúng ra sẽ khiến bạn lùi lại một bước, hoặc ít nhất thì sẽ khiến bạn để ý đến xung quanh hơn.
Thế nhưng sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng hơn, và bạn sẽ bắt đầu cho rằng, ơ, thế có cái gì đâu mà phải sợ, tao còn đang muốn nhảy xuống đây này. Bà Smith cho rằng những dòng suy nghĩ đôi khi sẽ thật nhảm nhí và vô nghĩa. Chúng không có nghĩa rằng bạn sẽ nhảy hay là không nhảy, chỉ đơn thuần là một suy nghĩ thoáng qua thôi. Rộng ra một chút, bà Smith cho rằng những ý nghĩ ngu dốt và ngáo ngờ này là một phần của một tập hợp lớn hơn gọi là những ý nghĩ xâm nhập, intrusive thoughts, có thể bắt gặp ở rất nhiều người, kiểu như suy nghĩ về việc đấm vào mặt người đối diện, nghĩ về việc cãi lại cô giáo hoặc bố mẹ khi bạn đang bị khiển trách, hay nghĩ về việc sẽ thả tay ra khi bạn đang dựa thang cho một ai đó. Bạn thấy đấy, ai trong chúng ta đôi khi cũng có những suy nghĩ đáng sợ vãi cả trưởng. Báo Hay 24 giờ, ứng dụng tin tức, giải trí, kiếm tiền trên điện thoại hot nhất hiện nay. Tin tức chọn lọc cập nhật nhanh chóng, gợi ý theo sở thích của người dùng. Tin tức phong phú, đa dạng, liên tục cập nhật các sự kiện hot từ hơn 400 đầu báo uy tín như báo Thanh Niên, báo Người Lao Động, báo Dân Trí, báo Tuổi Trẻ, báo Pháp Luật Việt Nam, báo Phụ Nữ. Đặc biệt, bạn có thể kiếm tiền thông qua việc đọc báo và xem video trên ứng dụng Báo Hay 24 giờ. Kiếm nhiều tiền hơn bằng cách mời bạn bè tải ứng dụng, hoàn thành nhiệm vụ để nhận những phần thưởng hấp dẫn khác. Tải ngay Báo Hay 24 giờ để cập nhật tình hình thế giới, các tin tức thời sự nổi bật trong nước, tổng quan tình hình dịch Covid-19, thông tin giải trí, sức khỏe, đời sống trên chính chiếc điện thoại của bạn. Link tải ứng dụng sẽ được chúng tớ ghim ngay dưới phần bình luận của video này. Các bạn vừa xem xong video Sự thật nổ não mùa 3 tập 8, làm thế nào để chữa hói được thực hiện bởi VFX. Hãy cho tớ biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn ấn tượng với sự thật nào nhất? Nếu thích video này, nhớ like và share nhiệt tình. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để thường xuyên được nổ não. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!